thường là dịp để mọi người cùng nhau đi lễ đầu xuân, vừa cầu mong cho gia đình an khang thịnh vượng, vừa vãn cảnh chùa để tâm hồn thư thái, chào đón một năm mới yên vui thái bình. Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản để ước nguyện, mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh. Đến với cửa chùa ngày Tết này, người ta như gạt bỏ đi hết những cái cũ mà mong chờ vào những điều mới tốt đẹp hơn, so năm đã qua có quá nhiều khốn khó. Chị thấy năm nay làm như là dân chúng rồi làm ăn rồi không được, thành ra thấy cái Tết nó cũng không có được coi như là nó sung hơn là những năm trước. Cái không khí Tết nó không có, nào chị cũng đi hết, năm nào chị cũng đi chùa hết. Chị cầu nguyện cho gia đình hạnh phúc mà coi như lúc nào mình cũng được bình yên, với coi như đất nước mình cũng bình yên luôn. Theo quan niệm của đạo Phật, đi lễ chùa đầu năm là nhằm hướng đến vạn sự hanh thông. Mọi người đến chùa với nhiều mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình. Cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Nhưng nói chung, khi đến chùa mọi người đều mang theo tấm lòng thành kính, từ đó họ tìm được đến với đức tin, sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. Ai cũng tin tưởng vào năm mới tốt đẹp vì lời khấn nguyện thành tâm đã đến được các đấng linh thiêng. Dạ, lúc nhỏ thì thấy mẹ đâu hay đi chùa thì em cũng có đi theo, rồi thích tin vô đạo Phật rồi vậy. Đầu năm năm nào em cũng có đi chùa để lễ Phật, cầu cho gia đình gia đạo em bình an, cha mẹ được mạnh khỏe. Trong cuộc sống này mình thấy cái gì nó cũng coi như nó có nhiều cái nó không, mình không có cái niềm tin được, thành ra mình cứ dựa vô trong cái đạo. Mình đi chùa mình cũng cầu, mình cũng hy vọng là cho gia đình mình vậy đó được êm ấm thôi. Đi lễ chùa vào những ngày đầu năm mới là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. Người ta đến chùa để hướng về cõi Phật, cầu mong một năm mới bình an như ý. Đến cửa chùa những ngày đầu năm mới, người ta sẽ nhận ra mọi ranh giới về tuổi tác, địa vị dường như đều bị xóa nhòa, tất cả gặp nhau ở miền tâm thức linh thiêng. Những điều đó đã làm tôn lên vẻ đẹp văn hóa truyền thống của người Việt và mãi là một nét chấm phá đặc sắc trong những ngày đầu năm. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Việt Nam.